Mấy hôm trước, Tinh Hoa TV đã cho ra một video thuyết minh lại những lời của tiểu phấn hồng Trung Quốc Lưu Mộng Dĩnh giải thích về sự việc gây tranh cãi với nghệ sĩ dương cầm người Anh, ông Brendan Kavanagh khi ông đang chơi piano trong nhà ga ở Anh. Trong video đó, Lưu Mộng Dĩnh hoàn toàn phủ nhận về việc cô ấy và nhóm người của mình sai quấy, đổ lỗi hết về phía ông Brendan. Cô kể lại toàn bộ tình huống một cách như thể cô ấy cùng nhóm của mình là bên bị hại trong sự việc này. Mong mọi người hãy tìm hiểu và đừng tiếp tục chỉ trích cô trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có vẻ như càng nói càng phản tác dụng. Cư dân mạng sau khi nghe xong lời giải bày từ Lưu Mộng Dĩnh thì lại càng bày tỏ sự bất bình, cho rằng cô càng nói càng lố bịch, quá ư vu khống Brendan. Ngay sau đó, ông Brendan đã đăng một video kêu gọi sự trợ giúp pháp lý vì ông cho biết Lưu Mộng Dĩnh đang kiện mình. Sau đây là những gì ông nói trong video. Chào mọi người, kênh China Insider with David Chang vừa phát hành một video để giải thích về cơ bản toàn bộ sự việc này là gì. Đây là một hoạt động gián điệp, một hoạt động tuyên truyền. Điệp viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc Christine Lee đã được phát hiện. Điều đó đã được xác nhận. Tôi cũng vậy, họ cũng đã bắt đầu một vụ kiện pháp lý chống lại tôi. Đây, tôi có thể cho mọi người xem cái này. Tôi muốn đăng video này để nhờ trợ giúp pháp lý. Nếu có luật sư nào ở đó hoặc có người nào ở ngoài kia, có thể thì hãy giúp tôi. Màn hình của ông Brendan lúc này hiện ra dòng thông điệp của Lưu Mộng Dĩnh rằng một vụ kiện đang diễn ra chống lại Brendan vì lý do phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư. Tôi khuyên mọi người không nên chia sẻ video kia, nếu không sẽ kiện luôn người đó. Christine Lee là một điệp viên nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thật sự đang kiện cơ quan tình báo Anh MI5 vì tội phỉ báng. Họ cũng đang đe dọa kiện tôi. Tôi biết điều đó thật nực cười, nhưng nếu có bất kỳ người nào có thể giúp tôi, hãy cho tôi biết và email của tôi là brenkava@hotmail.com. Xin Chúa phù hộ cho tôi tìm được người có thể giúp mình. Nhận định về câu chuyện này, trong chương trình Chính luận Thiên Hạ đăng vào ngày 23 tháng 1, nhà bình luận thời sự giáo sư Trương Thiên Lượng đã chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này như sau. Những tiểu phấn hồng kia xuất hiện và yêu cầu Brendan không được phép quay hình, phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc. Tức là các tiểu phấn hồng yêu cầu người Anh phải tuân thủ quy tắc của Trung Quốc. Và nếu mọi người hỏi lại tiểu phấn hồng rằng ai chế định quy tắc, tính hợp pháp của quy tắc là gì? Vì sao không nằm trong địa phận Trung Quốc mà phải tuân thủ quy tắc Trung Quốc? Thì các tiểu phấn hồng không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Cho nên, khi ông Kavanagh liên tục hỏi tôi đã vi phạm điều gì, quy tắc của bạn là gì, thì tiểu phấn hồng không trả lời được mà họ chỉ nói đây là luật pháp Trung Quốc, bạn phải tuân thủ. Giáo sư Trương nhìn nhận, điều này giống như Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, muốn thiết lập một cộng đồng chung vì vận mệnh nhân loại, thiết lập các quy tắc cho nhân loại và yêu cầu mọi người tuân thủ vô điều kiện mà không hề có bất cứ lời giải thích nào.